5:10 chiều 5/1/2023, trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3. Xe quá trời luôn. Bên hông là Dinh Độc Lập. Bầu trời không có trong xanh, xám xịt mưa. Hiện tại là khoảng độ 5:15 chiều ha. Ngay sau lưng mình đây chính là góc giao của đường Nguyễn Thị Minh Khai và Phạm Ngọc Thạch. Chiều hôm nay thì khu vực nhà văn hóa thanh niên sẽ làm lễ khai mạc con đường Mai và phố Ông Đồ nha. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua khu vực đó. Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Thị Minh Khai. Đó, từ xa xa các bạn thấy ha, những cây mai vàng bây giờ đã bật đèn lên, nó sáng ra. Và bây giờ từ góc đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phạm Ngọc Thạch, chúng ta hướng về Phạm Ngọc Thạch nha. Nhà văn hóa thanh niên. Đó, các bạn thấy nè, cả một con đường rực sáng lên luôn. Mai vàng. Rồi, mình đã qua đường ha. Đây là khúc phố Ông Đồ. Một lát nữa mình sẽ trở lại ghi hình cận cảnh hơn. Bây giờ chúng ta sẽ đi dọc theo đường Phạm Ngọc Thạch. Rồi, xuyên qua cái cây mai này. Cơ bản ở đây sẽ là cho chữ và bán chữ. Trời lắc rắc mưa rồi các bạn ơi. Đó, các bạn thấy không, từng giọt mưa nè. Rồi, tiếp tục đi các bạn ha. Vẫn là khu vực bên ngoài phố Ông Đồ. Dẫu rằng trời mưa lắc rắc, tuy nhiên là vẫn có nhiều khách đến tham quan các bạn. Không khí vui nè, các bạn xem nè, rất nhiều nụ cười nha. Đó, phần lớn áo dài. Trời mưa đó, gấp gáp. Đây, các bạn nhìn góc tay trái nè, đó, nguyên một cái cây mai vàng ha. Trên đây rất rất nhiều những cái gọi là cái tờ giấy ghi những cái thông điệp chúc mừng năm mới. Các bạn thấy không, đó, những giọt mưa đó, cái máy quay được một khúc như vậy thôi. Bây giờ họ sử dụng những cái bạt họ để che lại nè các bạn. Không ngờ là mưa. Tuy nhiên là mình nghĩ là mưa chỉ lắc rắc thôi à, một lát nữa sẽ hết. Rồi, chúng ta tiếp tục đi về khu vực chính của cái nhà văn hóa thanh niên nha. Cái khu vực mà có rất nhiều những cây mai và có biểu diễn nghệ thuật độ đó. Có khách Tây nữa đây nữa các bạn. Cơ bản là mình thấy là so với năm ngoái thì cái khúc bên ngoài này cũng giống như vậy thôi, chứ không có gì thay đổi các bạn. Ý tưởng không có gì mới ha. Qua đây góc này có cà phê Ông Bầu và các bạn thấy cái màu xanh xanh đằng kia bên góc tay phải chính là lúa nha. Rồi, tiếp tục hướng về cái cổng chính. Ở đây chúng ta thấy diễn viên người mẫu nè, đang chụp hình nha. Cô rất là nổi tiếng, tuy nhiên mình quên tên cô rồi. Hình như là Hiền Như. Đây lúa các bạn, mình đọc trên báo Thanh Niên thì nói là những cái phần lúa thế này là được chuẩn bị từ Cần Thơ mang lên. Tuy nhiên nếu mà so với năm ngoái, thực ra thì cái khúc này nó không có đẹp bằng các bạn. Năm ngoái mình nhớ cái khúc này trang trí đẹp hơn rất nhiều. Năm nay mình cảm giác là đi vô trong đây nó khá là đơn điệu á. Mình sẽ đặt một cái đường dẫn của cái video năm ngoái cho các bạn xem để so sánh về cái
cách trang trí của năm nay nha. Đây là bức tường các bạn ha, thô mộc. Rồi xa xa chúng ta thấy rất nhiều những cái chùm bắp, cái kiểu bắp của khu vực Tây Bắc và Đông Bắc các bạn, treo trên những cái mái nhà rồi đó, trước nhà chứ. Đây khu vực những cây mai chính nè các bạn. Chúng ta thấy có rất nhiều học sinh ha, đến đây nhận quà Tết. Có cả múa lân nữa, tuy nhiên mình đến đây hơi trễ cho nên là múa lân rồi hay sao á. Đây cái khu vực gọi là sân khấu chính ha, bên góc tay trái, cái chỗ mà phát quà đó. Một lát nữa sẽ có biểu diễn ca nhạc nha. Như vậy mình đã quay hết cái khu vực trung tâm này ha. Một số cây mai, rồi một số lúa, rồi cái nhà có bắp khô, đơn giản vậy thôi. Năm nay cái trang trí rồi để cho chúng ta chụp hình thực sự các góc không có nhiều. Hơi thất vọng với năm nay đó các bạn, nhưng mà dù sao thì cũng có một cái điểm để chúng ta đến chụp hình, gọi là cũng có chút xíu gọi là không khí Tết. Đây một bạn trẻ đang chụp hình với những con linh. Rồi chúng ta tiếp tục vô trong nha, trong cái khu vực nhà bắp khô này. Ở đây họ sẽ bán một số món ăn. Đó, như xa xa chúng ta thấy bắp nướng nè, gốc nhỏ nè, súp gà, súp cua, thập cẩm 35, 40, 45, chả tắc, chanh, dâu, dâu tầm thơm 25-30. Rồi bánh tráng nướng, trộn, bánh tráng cuốn. Những cái món ăn này là những món ăn đường phố ha, đi đâu chúng ta cũng thấy. Nhất là khu vực chợ đêm. Có nghĩa là lạ thì không có lạ gì chúng ta cả. Tiếp tục qua đây. Như các bạn có thể thấy là ngoại trừ những cái bắp khô này, nó cho chúng ta chút xíu cảm giác về miền Tây Bắc Đông Bắc. Nhưng mà thực sự cái cách trang trí của cái ngôi nhà thì hoàn toàn không có cảm giác gì của cái miền Đông Bắc và Tây Bắc cả. Cơ bản là bên trong bán đồ ăn với bán trà các bạn. Đó, có vậy thôi. Một chút xíu gọi là cái cảnh để chúng ta chụp hình thôi. Nó chưa đạt được cái mức độ gọi là văn hóa đâu. Thực sự chưa có màu sắc văn hóa lắm. Rồi, phát quà xong rồi. Đây các bạn thấy không? Nghệ sĩ mình nhớ là Trịnh Kim Chi. Đó. Chúng ta chuẩn bị xem những cái tiết mục ca múa nè ở trên sân khấu. Có một nghệ sĩ rất là đẹp, mặc áo dài màu tím tím, cô cười rất là đẹp các bạn. Mình không nhớ là cô tên gì nữa. Chỉ nhớ có coi qua một vài đoạn phim thôi, cô đã từng đóng. Rồi tiếp tục đi qua khu vực bên đây xem họ bán cái gì. Rồi chúng ta thấy có kem Thổ Nhĩ Kỳ. Vani, sô-cô-la, matcha, rồi dâu. Và kế bên cũng là bán trà dâu, trà đào, trà vải, bán ổi. Có một nhánh hoa đào đẹp ha, có chút xíu mùa xuân. Một chiếc xe đạp chở cục mâm xôi.
Qua bên đây những cái cây mảnh khảnh thế này có cái hoa màu trắng trắng các bạn. Mình nhớ như là tuyết mai á. Rất khó quay các bạn, bông rất là nhỏ nha, đu đưa về trong gió. Rồi bên đây bán ba cái xúc xích. Gọi là những thức ăn nhanh, gọn. Mà ở đâu nói chung là trong cái khu vực chợ đêm hay là gọi là chợ ẩm thực cũng có. Mình nhớ là năm ngoái ngay cái khu vực ngay chỗ này nè, họ dùng để trang trí và để chụp hình, nhưng mà năm nay chuyển thành cái khu vực ăn uống để bán sushi các bạn ha. Có cá hồi nữa nè, với cá chích. Mà cá hồi có vẻ như nó hơi khô rồi đó. Có lẽ là không có nhiều người ăn hay sao á. Rồi cũng là khu vực bán ba cái trà. Rồi xương sáo. Ba cái thạch. Chuối. Xin lỗi, mít đó. Ở đây bán gỏi Thái các bạn. Thai food. Những cái phần ở đây có giá khoảng 60.000 đồng các bạn ha. Đó, bức tranh toàn cảnh của khu vực trung tâm chỉ có vậy thôi. Năm nay có thể dùng một cái từ phải nói là thực sự mà nói là không có gì mới, thậm chí tệ hơn năm cũ về mặt trang trí. Thôi thì cũng có nơi để chúng ta đến chụp hình vui chơi ha. Đó, có sắc xuân, có không khí xuân. Ở đây biểu diễn trên sân khấu các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ đi ngược ra lại khu vực cà phê Ông Bầu nha. Đây các bạn. Tạo hình của con mèo rồi phúc lộc thọ ha, tất cả bằng giấy các bạn nha. Tiếp theo chúng ta thấy những con rồng nè. Đi tiếp nữa qua khu vực này là bán bút bi tre ha. Mình có hỏi ảnh là giá một cây bút bi ở đây bao nhiêu thì ảnh nói là có giá trên 100.000 đồng các bạn. Một cái mức giá khá là cao. Đây các bạn xem nè, xem những cây bút bi bằng tre nha. Qua tiếp tục khu vực quầy khác nha. Kế bên chúng ta thấy cái gì đây? Cũng là những cái sản phẩm làm bằng giấy. Ở đây có hình của con voi, con cú. Rồi hình hoa. Vạn sự như ý. Tiếp qua bên đây là một số giỏ sách các bạn. Rồi những cái bình.
nhìn những cái sản phẩm này thực sự mình cảm thấy nó không có mang cái màu sắc Tết nhiều á các bạn. Đây cũng là một số dạng chanh, chanh là bằng giấy. Cái này bán rất nhiều ở khu vực Bưu điện Sài Gòn các bạn. Mình thấy là cái sự đầu tư của năm nay về cái mặt trang trí, về cái sản phẩm thực sự không có gì ấn tượng hết. Đi để mà đi, đi để mà đến, có một nơi vui chơi ngay Sài Gòn, có hoa mai, nhìn vậy thôi. Các bạn thấy không, rất rất nhiều phóng viên các đài truyền hình đang tác nghiệp nha. Và đây là những hình ảnh chân thực nhất, bao quát nhất, nhận xét phải nói là công tâm đó các bạn, chứ không phải theo kiểu gọi là nói là nó đẹp 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 đẹp, nó vậy 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 vậy, gọi là nhá vài shot hình lên cho mình xem, rồi mình đến nơi nó chỉ có được như vậy mà thôi. Rồi mình đã quay ngược lại cái khu vực phố Ông Đồ nha. Đây là dọc theo đường Nguyễn Thị Minh Khai. Rồi mời các bạn cùng lướt nhìn qua những cái sản phẩm họ trưng bày, họ bán ở đây. Đây, cái vòng ngọc bằng đá này có giá 1.860.000 đồng các bạn. Cơ bản là cái phố Ông Đồ chính là cái phố bán hàng nè, nói thẳng là như vậy. Như vậy là cái khu vực nhà văn hóa thanh niên này, họ làm cái chương trình này tính ra đó, mình đọc trên báo là như cũng khoảng độ 16 năm hay sao á. Tuy nhiên là gọi là một cái màu sắc nó không có gì mới. Năm nay cũng như năm rồi. Rồi đi chút xíu nữa là hết đó các bạn. Đó là tổng thể luôn nha. Quay từ trong ra ngoài, góc đường Phạm Ngọc Thạch tới đường Nguyễn Thị Minh Khai, ở đây vẽ henna. Đôi khi mình tự hỏi là tại sao những gọi là cái sản phẩm mang đậm màu sắc của là Tết phương Nam hoặc là Tết miền Trung, Tết miền Bắc lại không hiện diện, mà chỉ có vài ông đồ cho chữ và sau đó là toàn bộ những cái sản phẩm để bán hàng thế này thôi.